Hello, chào là tất cả các bạn đã đến với channel của mình. Xung quanh mình chính là những thành viên của team sinh tố. Mọi người tự giới thiệu về mình đây. Không ai giới thiệu luôn vậy trời. Bắt đầu là Hi Ha. Mình là Hi Ha, đẹp trai khoai to. Rồi, tiếp tục, kế bên. Mình là Chi đây. Rồi, tiếp tục, kế bên tôi. Hello mọi người, mình là Kiwi đây. Rồi, tiếp tục. Hello mọi người, mình là Trinh Kỳ. Rồi, tiếp tục. Hello. Thằng nào giới thiệu rồi, đi về tụi bay ơi. Rồi, xong rồi đó. Ok, và trước khi bắt đầu video này thì các bạn nhớ để lại cho mình một like, một share cũng như là một subscribe để đăng ký cho tất cả các thành viên ở team sinh tố dưới phần description nha mọi người. Ok, và hiện tại là có hơn 80% những bạn đang xem video này là chưa nhấn nút đăng ký. Nhớ là nhấn cho mình đó, không thôi là mình giỏi rồi mình hù, mình khóc hù luôn. Thôi giờ mình về nhà đây, không nói nhiều nữa. Tạm biệt. Alo alo, anh em nào đây có nhu cầu mua ạc FIFA giá siêu rẻ quay kim cương FIFA chỉ có 20.000 nhận ngay 9.999 kim cương. Thử vận may FIFA nhận ngay ạc cực VIP, lật hình FIFA nhận ngay 15.000 kim cương thì hãy đến ngay với shop zimmy.com của mình nhé. Liên mình để dưới phần mô tả nha mọi người. Trời ơi, trên mạng đang có cái trend gì giả làm thần chết là cái gì vậy ta? Thần chết là gì? Có hiểu á. Để qua nhà hỏi quỷ à. Hello Y Ha. Y Ha, cho tôi hỏi thần chết là cái gì vậy? Thần chết là một người khi mình sắp chết, người đó sẽ tới và đem linh hồn mình đi. À, được. Vậy là bình thường, mình muốn gặp người đó thì gặp sao? Chết. Sắp chết. Vậy những người sắp chết thì mới gặp được thần chết mà. Thôi bà đi ông anh gặp chưa? Gặp thần chết. Ông đó giờ ông gặp chưa? Đập thằng cái giờ tao chưa bao giờ gặp hết. Tại vì tao chưa bao giờ chết. Hôm nay làng khá là đông đủ. Có cả Kyuubi, Jinky, Aichi và Wingu á. Hay là kiếm gì cho đi? Kén quá. Sao đây? Kiếm gì giờ? Hay là giả thần chết cho nữa? Ý tưởng ổn không? Nhưng mà giả thần chết bây giờ mình phải mua chuột một đứa, hiểu không? Nếu không thì tụi nó không tin đâu. À hiểu rồi. Vậy mình đi mua chuột ai? Kyuubi, Aichi, Jinky, Quy Ngu. Ê, tôi nghĩ biết mua chuột ai là hợp lý không? Ai? Tốt nhất là mua chuột Aichi, tại vì cho mình Aichi cũng không được ích lợi gì đâu. Hiểu không? Ờ, nó nhạt lắm đúng không? Không có đúng rồi. Ok, đúng đi rồi. Qua nhà nó, gặp nó đi. Đi. Ê, nhưng mà ông phải dùng cái gì đó chứ, không thôi, không nó không chịu á. Kim cương thôi, let's go. À đù, dữ dội. Lên, đi bà nội. Chiếc xe giữa đường biết của ai luôn, trời đi chậm quá à. Đây, tới lên rồi. Đường lên đường, tới nơi rồi anh em ơi. Hello Aichi. Aichi ơi. Ờ gì á? Aichi tới nhà em gì vụ gì á? Anh có một cái này muốn điều hợp đồng với em. Muốn chơi điều hợp đồng với em. Muốn chơi em đó. Điều lắm. Chơi không nè, bây giờ anh nói nè. Bây giờ anh là Jimmy đang có một trò tròn rất là hot. Và anh đang có kim cương. Anh muốn mày mua chuột, chỉ cần mày làm theo tụi anh thôi thì anh sẽ hợp tác chung với anh, hiểu chưa? Đi okay. Hả, nói chuyện quá hảo quá mọi người. Kim cương, đó, đưa tay cho em nhanh. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thấy cô hồn vậy trời. Mời công. Hợp tác chưa? Hợp tác kiểu dễ. Ok, ok, hợp tác. Hợp tác kiểu dễ. Bắt tay mày. Rồi. Rồi, hợp tác kiểu dễ. Ok chưa nè, giúp mi. Ok, ok. Bạn okay. Kế hoạch đi. Kế hoạch là... Kế hoạch. Đây. Kế hoạch thành công. Bây giờ tụi anh... Coi. Từ từ, mày phải hiểu là thần chết á thì chỉ có những người sắp chết mới thấy thôi, hiểu không? Mày sẽ đóng vai một thằng không chết nên mày sẽ không thấy tụi tao. Mày mà thấy là chặt đầu mày đó nha. Ai hỏi okay, mày anh thấy luôn. Anh hỏi nè, ví dụ ai hỏi mày anh đi ha chị Jimmy đâu thì mày nói cái gì? Đi về quê đi chơi rồi, sáng nay mới về đi xong á. Mình phải dặn nó kỹ càng luôn mọi người, mình sợ nó giống thằng Quy Ngô quá mọi người. Cho bà cái cây này nè, đó cho nó vô. Được, cây này giết người rồi. Chốt thịt lụm luôn á. Cái trong lòng ngực á, bực cái vội á. Ai lần? Ê, chạy đánh em. Nhiều máu vậy, mất nhiều máu vậy. Ái gì? Cái này được gọi là lưỡi ái tử thần nên bây giờ đi thôi, lên đường. Let's go. Thần chết chạy xe này, không ai tin đâu. Trời ơi, dẹp xe đi, chứ xe lắc lắm. Ừ, chiếc xe ngu quá, thôi cởi nó đi. Trời ơi, lên phường làm giấy, ký tên. Về qua đây Jimmy ơi. Nhìn kỳ nè, nói chung nhà này, trời ơi, đi chi cho xa. Chạy đi nha, mày chạy qua đây chi, mày dẫn đầu ngu này. Ok, cho Aichi vô trước, Aichi dẫn vô đây. Ủa, anh Như Vinh, ủa Vinh kia như bả đi ghé qua nhà chị kêu bi vậy sao á? Anh được. Không có nhà. Trời ơi, cái áo này đẹp quá chị ơi. Cái áo gì vậy? Đó đó con, gái đó 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 đó. Mời khách tới nhà hả? Ủa sao lại có hai thằng nào đen dữ vậy? Ủa nè. Mày.
có thấy ai đâu? Có, ở hai bên đúng rồi, nhập tâm vô hai kia ơi. Đúng rồi, nhập tâm vô hai kia, đúng rồi, đúng rồi. Chửi tụi nó luôn, chửi tụi nó luôn, chửi tụi nó luôn. Bà bị gì vậy? Ừ. Gì vậy? Ủa, con này túi tát rồi đâu luôn. À, đây là cái gì? Hai cô gái, đứng yên. Hai cô gái, nghe tụi tôi nói nè. Cho hai cô biết tụi tôi chính là thần chết. Đúng rồi. Bị thào lao không? Thần chết. Cái gì vậy? Ai vậy? Ủa, chỉ có trên phim thôi mà, gì thì ở trên đây thần chết gì? Biết tại sao đó giờ các cô không thấy được thần chết không? Tại vì các cô chưa chết, còn bây giờ các cô sắp chết rồi. Còn ủa, ngày mai là các cô sẽ chết đó. Đúng rồi đó. Nên ngày hôm nay là ngày cuối cùng ta tên sẽ tới tôi sẽ đoạt mạng của các cô. Đúng rồi. Chị, ai biết chị mở cửa chị cho chó đập vô. Bây giờ em sắp chết rồi. Bây giờ con nhỏ này dạ, em ơi, nói nhiều, mày nói nhiều á, mày sắp chết mày nói nhiều á. Mày thử hỏi thằng màu đỏ coi, coi tụi nó có thấy tao không. Đúng rồi. Ê, hai chị trước mặt nó luôn nè. Hai bên kẹp nách à, đứng trước mặt ông là ông có thấy không? Thấy tao nè, tao nè, tao nè, thấy không? Thấy Tom, alo. Thấy chưa? Đó. Nó không thấy, nó còn không nghe tao nói gì nữa nè. Ê, thằng này tên gì? Hai chị chó. Hai chị chó. Ờ, nó không nghe mình nói gì luôn kìa. Nó không nghe tao nói gì đâu, thấy chưa? Ờ, hai tụi bay. Ủa, giờ chị chửi em. Hai tụi bay bây giờ dẫn tao qua cái nhà của thằng nào tên là Quy Nước nữa. Thằng đó hôm nay cũng phải chết. Đúng rồi, danh sách của mình có tận 5 người lận đó. Đó chính là Hi Ha và Jimmy nữa. Hai tên đó đâu rồi? Người hỏi ngàn màu đỏ coi. Hai chị, Hi Ha với Jimmy đâu rồi? Ủa, hôm nay anh chị đó đi về quê đi đâu rồi á? Mới vừa cái gì đi á? Cái gì? Vậy làm sao để giết được hai tụi nó? Chúng ta lấy tạm hai đứa này đi. Được. Kỳ trời. Bây giờ dẫn tao qua nhà Quy Nước hoặc là chết ngay tại chỗ. Hay là tụi bay muốn ai chết thì bây giờ chết. Tụi bay còn 24 giờ nữa để chết. Nhưng mà tụi bay muốn xài hết 24 giờ hay muốn chết luôn? Đúng rồi. 24 giờ. Thôi đi nhanh đi. Đi đâu vậy? Giết nhanh lên. Phi nấp nước nha, đừng giết tụi tôi. Giết hết. Hai chị. Ngu. Tụi nó lẩm nhẩm mày phải diễn, mày phải nói là trời. Nói lẩm nhẩm gì một mình vậy, nói dai vậy, hiểu chưa? Chửi tụi nó bị khùng, bị thần kinh. Để bệnh viện nhà thương điên tới đây trước đó. Tới nhà nguyên ngu gì chưa? Ở đây. Kêu tụi nó ra đây. Lòi đầu nó ra đây giùm ta. Ra đây, xuống nhà. Đi nhà thôi. Đúng rồi, xuống nhà, có cái này hay lắm. Rồi đó. Thêm hai khùng điên nữa, tao không muốn kêu. Ai khùng nào? Mày bảo ai khùng? Ở đây. Em không cần làm như thế, hãy kêu tụi nó làm đi. Hai đứa kia làm gì? Hai đứa kia. Nói cho nó nghe. Ta là ai? Nói đi. Ê, ông có thấy hai người này không? Thấy. Ồ, tại sao tôi không thấy? Ồ, mấy người nó chỉ ra vậy. Chết á, những người chắc chết. Người ta mới thấy hai người đó. Hai chị có thấy không hai chị? Thấy vậy? Ai? Nè, hai đứa này nè. Dạ. Đứa nào ấy? Trời dạ, đất chị. Ủa, tao nghe đứa này. Trời, nó đánh nhau kìa. Hai đứa này, hai tên thần chết này nhìn quen, nhưng mà cũng không quen, nhưng mà lại thì quen. Để tao nói cho tụi bay biết. Bây giờ em nó hoàng làm họ đúng không? Đúng rồi. Bây giờ cái con nhỏ Jinky và con nhỏ Kyobi chôn thằng này xuống đất cho tao, dễ tội nó nói nhiều quá. Tao muốn hoặc là tụi bay sẽ chết. Mau lên. Để tôi nói. Ok. Tại vì cái tội nó nói nhiều mà nó còn xúc phạm tụi ta nữa. Đúng rồi. Nên nó là xứng đáng tội chết, phải không? Hey. Kêu mày. Hey ơi. Đúng rồi. Quay xuống này vui. Quay xuống vậy. Lắp nó lại. Lắp nó lại, nhanh lên cho ta. Nó mà ra được là tụi bay sẽ chết. Rồi chết đi con. Ấy trời. Thằng nào đẩy tao vô lại cái. Nó đi vô. Ôi, xong mày rồi. Ô, chơi trò gì vui à? Cái con nhỏ áo đen thui thùi lùi, tao nhìn mày là tao muốn nhìn đúng cho vậy. Cái căn nhà này nó phải cháy nổ. Cả nhà bây giờ không? Nhanh lên. Này cho tao đi. Tao muốn nhà nó trở thành cát bụi cháy nổ hết đi. Thôi đây, hãy kêu con nhỏ kêu bi. Nó hát đi. Hát đi, mau lên. Gì, tao chết rồi, bắt hát. Hát mau lên. Hát bài con bướm sừng, tao muốn nghe bài đó. Đúng rồi, con bướm sừng, hãy hát cho tao nghe. Hát mau lên. Con bướm chết queo rồi. Ca sai rồi. Ca sai rồi, hát lại. Hát lại. Hát phải có sung sức lên. Chị hát kìa, nó công mấy người đó lấy mạng mình sớm á chị. Nhanh lên. Chị mới ở nhà cháy rồi kìa. Trời ơi, nhìn thật là hạnh phúc. Đúng là khi mà mình thấy quả phải lửa, thấy quạng vô. Trời ơi, nó cháy nổ mà mình nhìn ghiền đó mọi người. Tôi hát rồi, có thể tha chết cho tôi không? Để ta có thể suy nghĩ lại nếu mà ngươi làm những việc thật là tốt. Bây giờ nha, bây giờ ta đập cái lỗ này.
Dạ. Đứa nào lấy lava đổ xuống đây. À. Dạ đây, dạ đây, dạ đây, dạ đây, đây, đây. Đây này thì. Rồi đây. Rồi đây, kêu tụi nó tập hợp lại đây anh mày. Tập hợp lại đây tao biểu. Cái gì nữa? Bây giờ tụi mày có muốn sống không? Ba đứa tụi mày. Chắc là muốn sống rồi. Chắc muốn sống rồi. Còn cái hàng màu đỏ kia nó dướng chỗ tao đang nhìn quá, mày kêu nó đi chỗ khác giùm ta coi. Đúng rồi. Cái gì vậy? Cách này nè, cách như này nè. Hiểu chưa? Ủa? Bây giờ tao nói nè. Nghe đi, cái hàng màu xanh mày nói hơi nhiều. Tụi mày có muốn sống không? Ba đứa tụi mày. Nè chưa? Tao quạo rồi đó. Bây giờ. Gì vậy? Rồi, cắt vô cho tao. Giáp ở đâu ra vậy? À, hiểu rồi, đi phá nhà nghe đúng không? Hợp lý, tôi đi phá rồi. Ôi mày, cầm đồ vô. Mặc nhanh cho tao với nhau. Thôi đứa nào được sống chỉ một mạng thôi nha. Đúng rồi, đứa nào thắng thì đứa đó sẽ được sống. Ba cái khiên nè. Nghĩ sao mà lỡ hai đứa một cái đánh lộn với một thằng cái mày sẽ, tụi mày sẽ có ba chín trái táo vàng, chia ra đi. Ba chín trái đây, ba nói một lời. Mày nói thôi vậy. Bố lão này, mày muốn sao? Đó này. Mày chết, chết vẫn còn già mồm không? Ừ. Dạ, kìa táo vàng kìa đây chị. Ông ơi, quýnh nhà. Bây giờ, tụi bay ra thành ba góc. Ba góc, nè ba góc ba nè. Ba góc. Ừ, nhớ đứng lùi dây. Đúng rồi. Nhớ đứng lùi dây luôn. Trời ơi, bước nhau đi. Chuẩn bị. Tao đếm 3, 2, 1, 2, 1, bắt đầu. 3, 2, 1, quất. Quất, quất, vô. Có là, có là mày. Nhưng kìa ơi, mình xử huy chút đi. Trời ơi, game là dễ chờ. Trời ơi, nó chừng nào xong trời. Có là, quýnh đã vậy. Trời ơi, hai chị nói rồi nó đâu quýnh đã vậy. Có lên. Còn hai đứa bay, thằng kia đã bị lội. Bị lội, rồi hai đứa bay. Cuộc chiến, chuẩn bị. Bắt đầu. Có lên. Diễn à, kỳ. Nữ võ sĩ da đen. Ở lộn, nữ võ sĩ đen tui và nữ võ sĩ là cam lè. Chị em nhưng mà chị phải sống, chị không chết được. Trời ơi, rồi ơi. Em chắc có bệnh lâu. Rồi, tăng. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Tao thấy chuẩn bị có một kẻ nào thắng này. Kêu bay. Chắc chắn Kêu Bi sẽ thắng, Kêu Bi phải sống, Kêu Bi không muốn chết đâu. Xin lỗi. Rồi, đứa nào? Để coi ai sẽ thắng. Quất nó. Nắm đầu nó, lên gói nó cho tao. Bấm lên gói. Thằng kia nó thua, nó đứng ở đó nó buồn tuổi kìa. Trời ơi. Rồi hai đứa kia, ta sẽ cho tụi bay cơ hội nữa đi lại đây. Cái đứa Quy và cái đứa Cu Quy. Bây giờ tụi bay phải nói cho tao nghe sự thật, tụi bay có làm cái gì sai trái không? Bây giờ con nhỏ này nói trước. Tôi không có làm gì sai trái á, tôi chỉ hay. Ta nói cô rồi, bây giờ cô cứ đem theo chết thì cũng không được gì đâu. Đúng rồi, cứ bây giờ nói thà ta vui đi. Thì ta sẽ bỏ qua, còn ta không vui là cô sẽ đuôi luôn. Tôi không làm gì sai trái á, tôi chỉ có ngoại tình với người khác, không yêu tàu hồ với lại á đù. Chửi tao lưng y nha. Trời ơi. Trời, ủa, tiếp theo tới thằng Quy. Tôi anh cá chó rồi á. Chỉ là sao? Trời ơi, nói mày nói mau. Mày khóc lớn đi. Nào xíu nữa mấy người đó nhét cái lưỡi hái cho mũi không á. Phải cảm động chứ. Tao tức mày lắm rồi đó. Mày có muốn tao cho mày làm thử thách nhét hai cái cây lưỡi này vô cái mũi mày không? Tao quạo rồi đó. Nói đại đi, tại vì zombie hay ha cũng chết à, nói gì nói đi. Hôm bữa sao? Ăn cắp. Ăn cắp cái gì? Cắp cái gì? Cái gì tụi nhớ nè. What the hell? Trời ơi. Mày nói mày xài nè. Hôm nay tao cho mày chết sớm nè. Tao cho mày nói lại. Dạ, bữa con có ăn cắp đồ của thằng Nga chơi. Giờ sao nữa không? Chỉ có bí mật như vậy thôi sao? Ông ăn cắp cái gì vậy mà? Ông ăn cắp cái gì? Ăn cắp cái gì? Ăn cắp à, quay kim cương mà mấy xanh. Được. Dạ? Con tóc đen kia, mày có bí mật gì mày phải kể, không thôi tao không bỏ qua cái mạng của ngươi đâu. À dạ. Đúng rồi, qua được. Em hồi mấy bữa em có thấy em có vô nhà Huy, nhưng mà lúc đó Huy đang thay đồ và em thấy Huy mặc một cái quần xịp màu tím. Thật anh đâu? Con báo đó. Cái gì vậy? Ôi trời ơi. Trời đến lúc rồi. Hello mọi người.
Tao biết hết rồi. Rồi, ta đã biết được hết sự thật rồi. Làm việc này, Vinh Kỳ này. Quy ngu nè. Trời ơi. Ok các bạn ơi, và video của mình đến đây, đây chính là những bí mật mà mọi người đang thắc mắc về team mình hiện tại đang có bí mật gì. Và mình nhắc lại lần nữa là KOB chưa rời team nha mọi người, tại vì KOB bận quá nên không quay được, nên clip này đã quay được rồi. Còn bây giờ thì bye bye, xì giá vô.